Chung của buổi hôm nay thì xem nào, sĩ số của lớp theo danh sách công nhận được danh sách dự kiến là 69 và có thêm hai bạn đăng ký, như vậy là thành 71. 71 mà hiện tại số lượng online đây đang là 62. Như vậy còn thiếu 9 bạn nữa. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cứ bắt đầu từ cái buổi hôm nay thì nó cũng không có gì cả. Cơ bản là giới thiệu về môn học, còn chúng ta sẽ chính thức bắt đầu học là buổi sau. Tuy nhiên trước khi vào học thì cũng cần phải thay đổi một chút. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần có một lớp trưởng để sẽ hay đại diện cho lớp để làm các công việc như là lên danh sách nhóm, rồi là trao đổi. Khi cô có những cái trao đổi thông báo thì sẽ thông báo qua lớp trưởng. Có bạn nào xung phong là lớp trưởng không? Em được không ạ? Em là gì ạ? Em là Cao Cẩm Nhung ạ. Nhung gõ địa chỉ email với cả số điện thoại vào trong cửa sổ chat nhé, để cô sẽ lưu lại và cô sẽ trao đổi với em qua địa chỉ email và số điện thoại của em. Trong buổi đầu tiên hôm nay thì cái nội dung nó sẽ không có nhiều, cô sẽ giới thiệu với các bạn qua về cái nội dung của môn học, mục tiêu của môn học, những nội dung chính cũng như là những cái yêu cầu mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện trong cái môn học này. Nhưng mà Nhung gửi thông tin của Nhung cho cô nhá, gửi qua email cũng được mà qua cửa sổ chat cũng được. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Thứ nhất là giới thiệu về thông tin giảng viên thì cô em gửi rồi ạ. Ok, cô nhận được rồi. Cô Duyên hiện đang công tác tại phòng thí nghiệm tương tác người máy của khoa công nghệ thông tin. Địa chỉ email thì như trên slide. Có cái vấn đề gì cần liên hệ thì các bạn có thể gửi theo cái địa chỉ email này. Thì phòng thí nghiệm tương tác người máy thì hiện tại thì cũng có rất nhiều cái về mặt sinh hoạt chuyên môn thì nó thuộc cùng sinh hoạt chuyên môn với cả bộ môn khoa học máy tính của khoa công nghệ thông tin. Tuy nhiên là về mặt hành chính thì nó là một cái phòng riêng và nó thực hiện cái đề tài, những cái dự án liên quan đến tương tác người máy cũng như là học máy, trí tuệ nhân tạo rồi khoa học máy tính. Thì nếu như mà những cái bạn nào mà có nhu cầu làm nghiên cứu khoa học, bởi vì cô sẽ danh sách thì danh sách sinh viên của chúng ta có cả năm thứ 3 và năm thứ 4 làm nghiên cứu khoa học hoặc là làm có luận tốt nghiệp mà có cái nhu cầu tìm giảng viên các chủ đề liên quan thì các bạn có thể liên hệ. Thì hiện nay thì lab có một số cái dự án, thứ nhất là liên quan đến theo cái chuyên ngành đúng của khoa học máy tính và theo hướng nghiên cứu, thì có những cái dự án liên quan đến ví dụ như là sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy, ví dụ như xây dựng những cái hệ thống và những cái phương pháp mà sử dụng học máy và trí tuệ nhân tạo trong việc là kết hợp với bên y tế để hỗ trợ cho những cái người mà bị khuyết tật sử dụng tín hiệu của điện não và tín hiệu mắt để giao tiếp, hoặc là có thể sử dụng học máy trí tuệ nhân tạo trong kết hợp với cả văn hóa để phục hồi những cái mô hình 3D của những cái mộc bản bị mất liên quan đến văn hóa. Ngoài ra thì đấy là những cái bạn mà giả sử có nhu cầu làm nghiên cứu khoa học hoặc là có luận tốt nghiệp chuyên sâu theo định hướng của khoa học máy tính và theo cái hướng nghiên cứu thì có thể theo một số cái dự án đó. Còn những bạn mặc dù là lớp của chúng ta là khoa học máy tính, tuy nhiên thì vẫn cô biết là vẫn có những cái bạn mà theo định hướng là ra trường sẽ đi làm theo hướng ứng dụng. Theo ứng dụng thì cũng hiện tại lab cũng có một cái dự án mà là cũng kết hợp với bên văn hóa để xây dựng một cái nền tảng với hệ thống ứng dụng mà có thể hỗ trợ cho quảng bá di sản văn hóa, tức là để xây dựng những cái ứng dụng để xây dựng hỗ trợ cho những cái người bên văn hóa, họ có thể đưa những cái nội dung và truyền bá những cái nội dung thông tin về văn hóa ở các hình thức khác nhau, ví dụ như là tổ chức những cái slideshow hoặc những cái triển lãm ảo, có thể là 2D, 3D hoặc là những cái trò chơi khám phá để nhằm thu hút những cái đối tượng tham quan các bảo tàng, các đơn vị lưu trữ di sản vân vân, có thể là viết trên nền tảng web hoặc là nền tảng là thiết bị di động. Đấy là theo hướng là ứng dụng mà nó nghiêng một chút nhiều về công nghệ mềm, nó không chuyên sâu về học máy hay là trí tuệ nhân tạo mà là chuyên ngành khoa học máy tính. Thì nếu như bạn nào mà có cái nhu cầu, có cái định hướng, có cái
hứng thú mà đi theo cái ứng dụng như thế thì hiện Lab cũng đang có một cái dự án mà các bạn có thể tham gia trong cái việc là hoàn thành khóa luận tốt nghiệp hay là nghiên cứu khoa học. Nếu như mà các bạn có cái yêu cầu đó thì các bạn email lại cho cô cái thông tin, cái kinh nghiệm của các bạn, nền tảng của các bạn có những kiến thức như thế nào, kinh nghiệm nghiên cứu như thế nào, ngôn ngữ lập trình các bạn, kinh nghiệm lập trình, khả năng làm việc nhóm cũng như điểm trung bình chung của các bạn, thì cô sẽ cân nhắc để mà lọc mà đưa các bạn vào danh sách sinh viên để làm các dự án của Lab. Thì Lab hiện tại cái đội ngũ của Lab thì cũng khoảng chục mà gần gần 10 thầy cô, gần 10 thầy cô, và có trưởng Lab là phó giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hà, có thầy Tạ Việt Cường là chuyên về học máy, có cô Châu là chuyên về 3D, mình thì về thiết kế giao diện và tương tác người máy cũng như là 3D vân vân. Thì các bạn có thể theo bất cứ một cái hướng nào Lab thì cũng được. Đấy là giới thiệu sơ qua về những cái hướng nghiên cứu mà trong trường hợp mà các bạn đang có nhu cầu tìm giảng viên hướng dẫn và cái phòng Lab để thực hành cũng như là làm các đề tài khóa luận, thì các bạn có thể có thêm một cái nguồn thông tin để tham khảo. Còn về môn học của chúng ta thì tất cả những cái bài giảng, bài tập, thông báo liên quan thì sẽ được đưa lên website môn học. Ngoài ra thì bạn Nhung cũng vừa tạo một cái nhóm trên Facebook thì các bạn có thể tham gia vào nhóm lớp đó để các bạn có thể trao đổi thông tin và những cái yêu cầu, những cái thông báo khi mà cần gửi tới lớp. Thì ngoài cái việc đưa lên website môn học thì cô sẽ trao đổi với lớp trưởng, và lớp trưởng sẽ có trách nhiệm là báo lại với lớp. Thì đấy là về giới thiệu một chút về cái lớp học mới y cũng như là cái thứ liên quan đến cái môn học của chúng ta. Tiếp theo, môn học của chúng ta là tương tác người máy. Thế thì cái này nó hơi khác so với các môn học chuyên ngành khác của các bạn một chút. Là đối với khoa học máy tính thì những cái môn học chuyên ngành như là máy, là trí tuệ nhân tạo hay là xử lý ảnh hay đồ họa máy tính vân vân thì nó rất là chuyên sâu và nó nghiêng nhiều về mặt toán rồi là về mặt kỹ thuật nhiều. Nhưng mà đối với cả tương tác người máy thì kiến thức của nó tổng hòa và nó rộng hơn, nó rộng hơn khá là nhiều, và không chỉ sinh viên khoa học máy tính mà đây là cái môn mà sinh viên công nghệ thông tin nói chung thì đều cần đến. Với những cái bạn mà theo chuyên ngành công nghệ thông tin và đặc biệt là theo định hướng công nghệ phần mềm thì các bạn lại có một cái môn đấy là thiết kế giao diện người dùng. Thì cái môn thiết kế giao diện người dùng đấy nó là một cái nhánh nhỏ ở trong tương tác người máy, nó là một nhánh nhỏ trong tương tác người máy. Còn chúng ta thì bắt đầu từ năm nay, thực ra là trong khung chương trình của khoa học máy tính thì cái môn này nó có từ trong khung từ khá lâu rồi, tuy nhiên là có cái hạn chế về nguồn lực giảng viên thì từ kỳ này thì là khoa mới triển khai cái môn học là tương tác người máy và các bạn là cái khóa đầu tiên. Thế thì mục tiêu của khóa học đấy là để giúp cho sinh viên có cái khả năng, có cái kiến thức cũng như có những cái nền tảng để có khả năng thiết kế tốt cho những cái hệ thống tương tác ở các mức khác nhau như là mức kỹ thuật này, tính năng và nhận thức, thông qua sự hiểu biết về những cái thách thức cần phải đối mặt khi mà giải quyết cái việc là xây dựng một cái hệ thống tương tác, và sẽ thu được một cái quy trình làm việc hợp lý để thiết kế giao diện. Thiết kế tương tác thì tương tác người máy thì nó bao gồm nhiều cái khía cạnh khác nhau, và trong đó thiết kế giao diện là một trong những khía cạnh chính, là một trong những khía cạnh chính, thì chúng ta sẽ có thể đi sâu vào cái phần đó, và đấy chính là cái phần mà cái kết quả các bạn sẽ show ra khi mà các bạn hoàn thành môn học. Thì đấy là mục tiêu của khóa học. Về cái slide hôm nay thì nó đơn giản thôi, chắc chúng ta sẽ không có quá mất quá nhiều thời gian trong cái buổi đầu tiên này. Thì cô sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin giới thiệu chung. Thứ nhất là tương tác người máy là gì, những cái chuyên ngành mà sẽ liên quan đến tương tác người máy, và tại sao một cái sinh viên công nghệ thông tin nói chung mà chúng ta là sinh viên khoa học máy tính thì thuộc trong công nghệ thông tin thì chúng ta phải quan tâm đến tương tác người máy và tầm quan trọng của việc thiết kế tốt một cái giao diện người dùng là như thế nào. Thế thì tương tác người máy là gì? Thì các bạn nhìn cái định nghĩa ở trên slide thì đó là cái sự nghiên cứu và phát triển các giao diện máy tính với mục đích là làm cho người dùng dễ sử dụng chúng hơn. Thế thì nếu mà chỉ đọc qua cái định nghĩa này thì có thể là chúng ta sẽ bị tập trung quá nhiều vào cái từ là giao diện máy tính. Chúng ta sẽ bị tập trung quá nhiều vào cái từ giao diện. Với những cái người mà không phải chuyên ngành công nghệ thông tin ấy, và khoa học máy tính ấy, thì khi mà nói đến giao diện thì người ta sẽ dễ dàng hình dung là đó là cái thứ tương tác giữa con người và cái hệ thống ứng dụng của chúng ta, đúng nào? Tuy nhiên là ở dưới góc nhìn của tương tác người máy á,
Thì cái tương tác người máy này nó không chỉ là cái thiết kế giao diện, nó không chỉ là cái giao diện để người dùng thực hiện các thao tác trên đó, mà tương tác người máy thì nó còn bao hàm cả cái việc là thiết kế tương tác như thế nào, giao tiếp giữa người và máy tính ra làm sao và thiết bị ra làm sao, chứ nó không đơn thuần chỉ là thiết kế giao diện. Với tương tác người máy thì nó liên quan đến, nhất là nghiên cứu việc con người sẽ sử dụng các giao diện như thế nào, thứ hai là phát triển các ứng dụng mới cho người dùng, và thứ ba là phát triển các thiết bị và những cái công cụ cho người sử dụng. Thì đấy là một số cái hướng mà tương tác người máy có thể liên quan đến. Thế thì về cơ bản thì tương tác người máy nó sẽ liên quan đến những cái chuyên ngành nào, liên quan đến chuyên ngành nào. Thì để mà thiết kế được một cái hệ thống tương tác tốt thì đòi hỏi kiến thức từ rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Và đối với tương tác người máy thì nó sẽ nghiên cứu ba phần. Thứ nhất là phần hình thức. Phần hình thức thì ở đây chính là các hình thức giao tiếp giữa con người và máy. Thứ hai là về chức năng, là chức năng mới trong giao tiếp giữa con người và máy. Và thứ ba là phải cài đặt, thì chính là việc cài đặt các giao diện. Thì cái này là với phần thứ ba thì chúng ta có thể hình dung rất là quen thuộc rồi. Thì những chuyên ngành mà liên quan đến tương tác người máy thì tất nhiên đầu tiên đó sẽ là công nghệ thông tin, là khoa học máy tính, là nền tảng cốt lõi để chúng ta có thể xây dựng được các hệ thống ứng dụng tương tác rồi. Nhưng mà ngoài ra thì nó còn liên quan đến rất nhiều cái chuyên ngành khác, ví dụ như là tâm lý học, xã hội học, triết học, đúng nào? Chúng ta nghe thì có thể là chúng ta thấy nó rất là lạ, rất là ngạc nhiên là tại sao nói đến tương tác người máy mà lại cần những cái chuyên ngành mà nó lại mang cái thiên hướng về xã hội như vậy, tại sao lại cần đến tâm lý học, tại sao lại cần đến xã hội học, đúng nào? Thì đây là những cái chuyên ngành giúp cho chúng ta thiết kế tốt được về mặt chức năng cũng như là về mặt giao diện. Lấy ví dụ này, về tâm lý học chẳng hạn, chúng ta phải xác định xem là cái nhu cầu, cái mong muốn, cái đặc tính tâm lý của người dùng như thế nào, để trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có được cái việc thiết kế chức năng, cái việc thiết kế giao diện, cái việc thiết kế cái cách thức tương tác để cho nó phù hợp và nó có kết quả tốt. Rồi là nó liên quan đến sinh thái học và công thái học. Hai cái chuyên ngành này sẽ hỗ trợ trong cái việc thiết kế chức năng và hình thức. Cái định nghĩa của công thái học thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới ở trong slide đó. Đấy là khoa học về cái thiết kế các máy móc, các công cụ, các máy tính và các khu vực làm việc theo cái ý nghĩa vật lý để sao cho mọi người đều cảm thấy có cái sự thoải mái trong sử dụng. Thế ngoài ra thì nó liên quan đến thiết kế đồ họa, công nghiệp, thiết kế âm thanh, điện ảnh, vân vân. Thì cái này sẽ liên quan đến cái việc là hình thức, chức năng và cài đặt trong cái tương tác người máy. Rồi kỹ nghệ, phần mềm thì sẽ liên quan đến chức năng và cài đặt. Về kỹ thuật điện, điện tử thì sẽ liên quan đến cài đặt. Ngoài ra thì nó có thể có các ngành khác nữa, liên quan đến các ngành khác nữa. Thế thì tại sao sinh viên công nghệ thông tin và sinh viên khoa học máy tính thì lại phải quan tâm đến tương tác người máy? Tại sao chúng ta lại phải cần học môn học này? Đúng nào? Chúng ta là năm thứ ba, năm thứ tư rồi. Chúng ta học rất nhiều môn chuyên ngành khác nhau rồi. Dù định hướng của các bạn sau này ra trường, các bạn đi làm theo hướng là phát triển ứng dụng cho người dùng cuối, hay là các bạn là một cái người phát triển những cái ứng dụng chuyên biệt, hay thậm chí các bạn theo hướng nghiên cứu vân vân. Thế thì rõ ràng là các bạn hãy phải xây dựng những cái ứng dụng ở các hướng lĩnh vực có thể là chuyên biệt khác nhau. Thế thì đối với sinh viên công nghệ thông tin và sinh viên khoa học máy tính, chúng ta cần quan tâm đến tương tác người máy để chúng ta có thể phát triển những cái ứng dụng phần mềm mới, cũng như có thể phát triển được những cái công cụ để sử dụng trong các ứng dụng, ví dụ như là đồ họa ba chiều, ví dụ như là ngôn ngữ lập trình, ví dụ như là để phát triển các hệ điều hành, vân vân. Ví dụ như là trong trong cái dự án mà cô vừa nói lúc trước, là hiện tại lab HMI thì đang có một cái dự án của các thầy cô đang 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 tập trung để làm và theo đúng cái chuyên ngành của lab thôi. Đấy là có thể xây dựng những cái nền tảng để hỗ trợ cho cái việc là quảng bá thông tin. Ví dụ như bây giờ có một cái đơn vị nào đó, người ta có rất nhiều ảnh 360 độ chẳng hạn, người ta muốn tạo một cái triển lãm ảo hoặc là một cái show ảo online chẳng hạn. Thế thì làm nào để mình viết ra một cái công cụ để cho cái người dùng, người ta có thể lựa chọn các ảnh 360 khác nhau, người ta có thể lựa chọn vị trí đặt, người ta có thể lựa chọn cái cách kết nối của những cái ảnh đó để làm sao show ra được cho người dùng cuối một cái ứng dụng để người ta có thể
tiếp nhận được những cái thông tin văn hóa, ví dụ như là cái ảnh chụp 360 độ của những cái di sản về kiến trúc hay là những cái di sản hiện vật vân vân. Thế thì trong cái việc thiết kế tương tác người máy thì con người là một trong những thành phần thiết yếu của những cái hệ thống này, và chúng ta sẽ học cái cách để làm thế nào để chúng ta phát triển được những cái ứng dụng này một cách tốt nhất. Thế thì trong liên quan đến tương tác người máy thì một trong những cái phần chính đấy là chính là thiết kế giao diện người dùng. Tất nhiên nó còn rất nhiều phần khác nữa, nó còn liên quan đến thiết kế tương tác, nó còn liên quan đến chức năng vân vân. Thế nhưng mà một trong những cái phần quan trọng nhất của tương tác người máy đấy là thiết kế giao diện người dùng. Thế tại sao lại nhấn mạnh vào cái này? Bởi vì là đối với một cái hệ thống ứng dụng á, thì chúng ta là người xây dựng ứng dụng, nhưng đứng ở góc độ là người dùng cuối đó, thì khi mà người dùng mà sử dụng một cái hệ thống tương tác thì họ sẽ chỉ làm việc với cả cái hệ thống ứng dụng của chúng ta ấy, thông qua giao diện và tương tác trên cái giao diện đó. Sau đó là để thiết kế một cái giao diện người dùng và bao hàm tương tác với giao diện đó tốt ấy, thì đòi hỏi phải đặt rất là nhiều công sức vào đó. Và tầm quan trọng của một thiết kế giao diện tốt thì các bạn có thể nhìn trên slide. Thứ nhất, nó có giảm cái khả năng lập trình, giảm cái thời gian lập trình. Ví dụ như là chúng ta có một cái phần rất là lớn, những cái mã mà liên quan đến giao diện, thì nếu như mà chúng ta thiết kế giao diện sai ấy, thì cũng phải làm lại, hoặc là nếu như không sửa được thì người dùng sẽ phải sử dụng cái giao diện không tốt. Do đó là viết thêm cái giao diện tốt thì nó có thể giảm cái thời gian lập trình xuống, rồi là nó có giảm những cái chi phí, rồi là tăng cái khả năng bán được của sản phẩm vân vân. Thì cái này nó liên quan về mặt kinh tế, nó có thể tăng năng suất lao động, nó có thể giảm chi phí đào tạo, nó có thể giảm lỗi người dùng, rồi là tăng cái sự hài lòng của người sử dụng, rồi là tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng cao hơn vân vân. Ngoài ra, đối với cái việc thiết kế giao diện người dùng cũng như thiết kế tương tác thì nó đặc biệt quan trọng trong một số cái hệ thống tương tác mang tính chuyên biệt. Ví dụ như cái hệ thống tương tác mà được sử dụng trong điều khiển không lưu, hay là phản ứng hạt nhân, hay là trong y tế để hỗ trợ cho cái việc phẫu thuật, cái việc ra quyết định chẩn đoán bệnh của bác sĩ vân vân. Thì đây là những cái ứng dụng tương tác mà nó có thể, nếu như phát sinh những cái lỗi thì nó có thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, thế nào. Thì đấy là một số cái ý nghĩa của cái việc là thiết kế giao diện người dùng tốt. Thì trong cái môn học của chúng ta sẽ có một cái tiết liên quan, một cái phần liên quan đến cái việc thiết kế giao diện người dùng này. Chúng ta sẽ có những cái quy tắc, có những cái nguyên tắc để làm sao mà chúng ta, khi mà chúng ta dựa theo đó thì chúng ta có thể có một cái thiết kế tốt. Thì đấy là về nội dung của môn học. Thì về nội dung của môn học cơ bản thì chúng ta sẽ có khoảng là 7-8 phần khác nhau, và sẽ có một số buổi lý thuyết. Nó sẽ bao gồm những cái yếu tố liên quan đến việc là thiết kế một cái hệ thống tương tác người máy tốt. Sẽ bao gồm, thứ nhất là có một cái phần lý thuyết giới thiệu về những cái nhân tố liên quan đến con người. Thứ hai là những cái nhân tố liên quan đến thiết bị. Phần thứ ba là những cái cách thức tương tác có thể có giữa con người và thiết bị. Rồi là những cái mô hình, những cái lý thuyết mà chúng ta có thể sử dụng được khi mà chúng ta thực hiện thiết kế tương tác cho các hệ thống tương tác. Thì đấy là về phần lý thuyết. Thế còn trong cái đánh giá môn học của chúng ta thì sẽ có hai phần điểm. Nhất là một cái phần điểm chính là điểm thành phần, và thứ hai là điểm cuối kỳ. Thế thì với cái môn học này, bình thường theo cái khung chương trình cũ ấy, thì thi cuối kỳ của chúng ta là thi viết. Tuy nhiên là cô thì cô muốn định hướng nó theo một cách mới, tại vì thực ra thì cái nội dung lý thuyết thì nó thuần túy là lý thuyết, chứ nó không có cái bài tập tính toán. Mà nếu như bắt các bạn phải học thuộc lý thuyết rồi lại viết theo cái kiểu học thuộc thì cô không cảm thấy cái cách đó nó thú vị lắm. Cho nên là sẽ thứ hai nữa là thứ nữa là chúng ta bị ảnh hưởng bởi Covid. Thì ví dụ như những cái kỳ trước chẳng hạn, thì cái việc kết thúc môn học với cả thi viết là tương đối khó khăn nếu mà thi online, nên muốn định hướng là chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập lớn để dùng chính cái phần chủ yếu đó để đánh giá môn học cho các bạn. Tất nhiên là nếu như chúng ta có thể học offline bình thường thì cuối kỳ chúng ta vẫn có thể có một cái phần thi viết, nhưng mà cái phần điểm nó sẽ giảm xuống chứ không chiếm 60% như theo khung đề cương, và nó có thể giảm nhẹ rất nhiều. Còn trong cơ bản là trong quá trình chúng ta học môn học thì chúng ta sẽ lớn theo nhóm để chúng ta có thể có những cái phần điểm. Thứ nhất là về bài tập lớn thì chúng ta sẽ ghép nhóm 4 sinh viên theo một nhóm. Lát nữa cô sẽ gửi cái danh sách, thì cô sẽ gửi cái danh sách cái môn học dự kiến mà cô nhận được từ phòng đào tạo cho Nhung.
Sau đó em cái danh sách này những bạn đăng ký mới thì sẽ chưa có tên đâu, các bạn sẽ phải liên hệ với bạn Nhung để bổ sung vào trong danh sách nhé. Sau đó này các bạn sẽ có thể tự tự chủ động ghép nhóm với nhau, 4 sinh viên một nhóm các bạn tự chọn trước. Hạn là chúng ta họp vào thứ năm thì đến thứ tư sáng thứ tư tuần sau Nhung gửi lại cho cô cái link trên Google cái danh sách các nhóm sinh viên. Thế thì những cái bạn nào mà các bạn chủ động ghép nhóm được với nhau, ví dụ em cho các bạn hạn là khoảng 3-4 ngày để các bạn ghép nhóm với nhau thì là các bạn chủ động, còn sau đó nếu như các bạn không chủ động thì em có thể xếp các bạn còn lại thành các nhóm theo cái xếp của em, vì em xếp theo random hoặc là em xếp theo thứ tự trong danh sách thì tùy, nghĩa là em cung cấp cho cô một cái danh sách mà gồm các nhóm. Thì sau đó này đối với cả cái đánh giá môn học thì đối với điểm thành phần cũng như điểm cuối kỳ thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nếu như chúng ta vẫn học offline bình thường thì cuối kỳ chúng ta sẽ vẫn có một bài thi viết, tuy nhiên nó nội dung nó sẽ là cái phần nó không bắt mình cũng không bắt các bạn là phải học thuộc lý thuyết đâu, tại vì cái đấy nó chả có gì thú vị và học thì cũng chán lắm, nên là chúng ta sẽ có thể sẽ viết theo ý hiểu, phân tích theo ý hiểu của một cái bài toán nào đó, hoặc là cái phần điểm của đó, của cái phần viết đó nó sẽ không chiếm đến 60%. Còn về bài tập lớn thì chúng ta sẽ phân nhóm 4 sinh viên và chúng ta sẽ gồm làm hai phần. Thứ nhất là bây giờ cô sẽ share cho các bạn một cái tài liệu để các bạn, đây là chia sẻ qua trước về bài tập lớn mà chúng ta sẽ tham gia, các nhóm sẽ tham gia, còn ở buổi tuần sau thì cô sẽ trình bày kỹ hơn về cái này. Các bạn nhìn thấy cái file mới share thì nhỉ, một cái hình mà cô mới share này, các bạn nhìn thấy chưa, nhìn thấy cái đấy nó không phải là slide nữa rồi. Ok, thì đây là một cái report về những cái trend, những cái technology trend, những cái định hướng công nghệ mới nhất hiện nay của năm 2021 mà liên quan đến tương tác người máy. Thì người ta sẽ chia những cái, các bạn nhìn thấy cái hình vẽ đúng không, người ta sẽ chia những cái ứng dụng trong cái lĩnh vực hỗ trợ ra thành 6 cái mảng khác nhau như trên hình vẽ. Nó về chăm sóc sức khỏe, nó về di động, nó về môi trường, nó về khả năng giao tiếp vân vân. Thế thì trong mỗi cái mảng này thì lại có những cái loại ứng dụng khác nhau. Ví dụ như trong self-care này thì nó có về sức khỏe và cảm xúc này. Rồi nó có về một số cái như là một cái số cái robot để hỗ trợ, thông minh để hỗ trợ, hay là một số cái ứng dụng khác này, vân vân. Thế thì đây là theo cách hiện đại khi mà kết hợp các phương tiện hiện đại. Còn trên bên trên này cô sẽ gửi tài liệu này để cho các nhóm xem. Nó là vẫn là cái hình vẽ đấy, vẫn là 6 cái mảnh đấy, 7 cái mảnh đấy, nhưng nó đây là cái theo cái truyền thống, cái công nghệ hỗ trợ truyền thống. Thì cái phần này nó có thể khác. Thế thì nhiệm vụ của các nhóm đầu tiên á, cho cái phần để tính cái điểm giữa kỳ á, là khoảng 6 đến 8 buổi đầu tiên, thì chắc không đến 6 đến 8 buổi đâu, chắc khoảng 4 đến 6 buổi đầu tiên thì cô sẽ giảng lý thuyết cho các bạn. Sau đó này, trong cái khoảng đó thì từ tuần sau đi là sẽ assign cho các bạn những cái chủ đề bài tập lớn để sau đó các nhóm có thời gian chuẩn bị này, viết báo cáo này, và sau đó các bạn sẽ có cái thời gian trình bày làm slide trình bày cũng như nộp báo cáo. Và cái phần báo cáo cũng như trình bày của các bạn sẽ được tính vào điểm giữa kỳ, và sau đó các bạn sẽ chọn một cái ứng dụng, ít nhất là một cái ứng dụng nhỏ ở trong cái lĩnh vực mà các bạn chọn ở trong cái hình vẽ này để các bạn cài đặt nó. Và cái việc cài đặt đó thì sẽ được tính khi mà các bạn sẽ phải demo, các bạn sẽ phải trình bày, sẽ được tính làm một cái phần lớn trong cái điểm cuối kỳ. Nếu như chúng ta phải thi online, chúng ta không thi offline được thì đấy sẽ là điểm cuối kỳ. Còn nếu như chúng ta phải thi offline thì lúc đấy sẽ cân nhắc thêm là xem các bạn có cần một cái bài kiểm tra cuối kỳ nữa hay không. Thế như vậy là về cơ bản là mỗi nhóm sẽ được gán để chọn một trong những cái thành phần này. Và nhiệm vụ là các bạn sẽ phải tìm những cái bài viết với sinh viên năm thứ ba thứ tư của khoa học máy tính, thì cái này quá quen rồi. Các bạn sẽ tìm những cái bài viết mới nhất và tốt nhất là những cái bài review, những cái bài review trong cái mảng lĩnh vực mà các bạn chọn. Sau đó tìm những cái bài viết có chất lượng và mới nhất, và các bạn tổng hợp report lại, viết lại thành báo cáo tiếng Việt, làm slide tiếng Việt để trình bày. Thế thì qua cái trình bày đó thì tất cả các nhóm khác cũng có được cái hình dung về trong cái lĩnh vực tương tác người máy hiện đại hiện nay ấy, thì người ta đang tập trung vào cái yếu tố gì, người ta đang theo cái xu hướng gì, có những cái công nghệ hỗ trợ nào và có thể theo cái lĩnh vực nào vân vân.
Còn những cái kiến thức lý thuyết mà cô cung cấp cho các bạn ấy, thì nó là những cái kiến thức lý thuyết rất là truyền thống, nó là cơ bản, là nền tảng. Còn những cái mà các nhóm trình bày ấy, thì nó là cái xu hướng hiện đại hiện nay, có thể ứng dụng những công nghệ hiện đại hiện nay để chúng ta tất cả lớp thì đều có thể có được những cái thông tin nó rộng hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái yêu cầu đối với giữa kỳ. Còn đối với bài tập lớn của phần cuối kỳ ấy, là các bạn sẽ chọn, mỗi nhóm sẽ chọn trong cái lĩnh vực mà mình chọn, ví dụ như là communication hay là self care ở đây, một cái ứng ý ít nhất là một cái ứng dụng nhỏ các bạn cài đặt, trong cái lĩnh vực đó, và các bạn demo cũng như viết báo cáo về nó như thế nào. Về làm việc nhóm thì chúng ta cũng học rất nhiều môn, chúng ta biết rồi là có thể cái công sức bỏ ra rồi cái việc phân chia các thứ thì nó khác nhau. Tuy nhiên là cũng có một cái điều là không phải là một nhóm mà tất cả khi mà có một cái phần điểm nào đó là tất cả các thành viên sẽ có điểm giống nhau đâu, mà các bạn sẽ được cho điểm tùy thuộc vào công sức của bạn trong việc đóng góp bài tập lớn đó. Thì mỗi nhóm khi mà lập nhóm thì đều phải bầu ra một nhóm trưởng. Trong danh sách thì nhóm trưởng sẽ có email và số điện thoại liên hệ. Nhóm trưởng này sẽ là cái người mà điều phối cái việc làm bài tập trong cả nhóm cũng như phân chia công việc cho các bạn để làm sao để cho nó đồng đều nhất. Được chưa nào? Thì cụ thể về bài tập lớn thì cô sẽ gửi cho các bạn hoặc là trong tuần này hoặc là trong buổi học tuần sau, chúng ta sẽ để trao đổi thì là kỹ hơn. Còn cái file này thì lát cô sẽ gửi trên up lên trên website môn học để các bạn có thể hình dung được. Về cơ bản là mỗi nhóm sẽ chọn một trong những cái lĩnh vực này, và chúng ta sẽ phải tìm những cái bài review, những cái report, những cái bài nghiên cứu mới nhất và tổng hợp nhất, được nhiều cái trích dẫn nhất, vân vân, tức là làm sao chất lượng nhất trong cái lĩnh vực chúng ta chọn để chúng ta tổng hợp lại, chúng ta dịch nó ra tiếng Việt, chúng ta tổng hợp lại nó thành một cái báo cáo tiếng Việt, và chúng ta sẽ trình bày nó, bởi vì là bình thường thì sinh viên có 2 tuần để có thể hủy hoặc đăng ký thêm môn học, nên là cô cũng muốn là lùi lại cái thời gian công bố như chốt cái chủ đề bài tập lớn để làm sao khi mà chúng ta có cái danh sách lớp chính thức thì nó không gây ra cái sự xáo trộn. Ví dụ như là có một số bạn thêm vào rồi một số bạn lại lại rút ra không học nữa, thì khi đó cái danh sách nhóm các nhóm của chúng ta là nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Thế nào, thì đấy là cái giới thiệu qua về cái môn học tương tác người máy. Bây giờ các bạn có trao đổi hay thắc mắc gì không? Hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ giới thiệu về môn học thôi, còn học chính thức lý thuyết thì chúng ta sẽ bắt đầu từ tuần sau. Có trao đổi bạn nào mà trao đổi hay hỏi gì thì các bạn có thể bật mic lên nhé, bật mic hoặc là các bạn có thể gõ trong trong cửa sổ chat. Sách giáo trình thì nó sẽ là một cái quyển sách của nước ngoài. Mình sẽ gửi tên lên trên website môn học và các bạn có thể tìm nó nhé. Cái slide thì cũng dạy theo cái quyển sách đó. Tất nhiên là cô có soạn lại rồi. Và review thì tìm trên internet chứ ở đâu. Các bạn có thể rất nhiều cái nguồn khác nhau mà. Google là ra thôi mà. Đúng rồi, ít nhất là một cái demo của một cái sản phẩm nhỏ. Thì các bạn làm được đến mức nào, ứng dụng to hay ứng dụng bé, tất nhiên là phải demo cho nó chạy được. Có thể là cài đặt theo một cái ứng dụng nào đó, hoặc là có thể các bạn một cái ứng dụng mới như nào đấy, ví dụ phục vụ cho người Việt mình thôi, tùy. Khi mà các bạn làm cái phần của giữa kỳ là các bạn review tất cả cái trend, những cái xu hướng nghiên cứu, những cái xu hướng sử dụng công nghệ hỗ trợ trong cái mảng, trong cái lĩnh vực mà các bạn được 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 assign, thì các bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng để các bạn nghĩ xem là các bạn sẽ làm cái gì trong đó. Bởi vì là các bạn phải review tài liệu thì các bạn mới hình dung ra được là nó như thế nào. Tiêu chí của bài tập lớn cụ thể hơn là gì? Của cái phần giữa kỳ thì hiểu rồi đúng không? Còn của cái phần cuối kỳ là ít nhất các bạn demo được một cái ứng dụng tùy mức độ to nhỏ cho các bạn chọn trong cái lĩnh vực mà các bạn được gán cho cái phần mà các bạn tìm hiểu về cái nội dung công nghệ thế nào. Các bạn phải có áp dụng một những kiến thức các bạn học, ví dụ như là tương tác như thế nào, thiết kế giao diện ra làm sao, vân vân.
trong quá trình học lý thuyết thì các bạn sẽ thấy là ví dụ cái yếu tố con người nó tác động như nào, giả sử như trong trong cái lĩnh vực self care chẳng hạn, mà liên quan đến sức khỏe, điều khiển sức khỏe và cảm xúc chẳng hạn, lấy ví dụ như thế, một cái nhóm nào đó mà làm như thế chẳng hạn, thì có rất nhiều thứ có thể quan tâm ở đây. Ví dụ như là đối với sức khỏe hiện nay và cảm xúc hiện nay thì nó sẽ có những cái ứng dụng để hỗ trợ như nào, ví dụ như là những cái ứng dụng hỗ trợ cho trẻ em tự kỷ để nó học ngôn ngữ chẳng hạn, thì làm nào để tương tác với bọn nó, đúng không? Bởi vì đấy là rất là chuyên biệt, đối tượng rất là chuyên biệt, cái yếu tố con người ở đây sẽ phải quan tâm như thế nào, cách thức tương tác phải ra làm sao, vân vân, đúng không? Hay là chúng ta phát triển một cái ứng dụng gì đó cho người khuyết tật chẳng hạn, là sự người khuyết tật người ta không có khả năng vận động tay chân, người ta chỉ có bằng mắt chẳng hạn, thì đối với công nghệ bây giờ thì có thể sử dụng cái gì, ví dụ như cái thiết bị điều khiển bằng mắt để tương tác, và người ta sẽ tương tác trên màn hình, trên bàn phím ảo ra làm sao, vân vân. Thế là cô lấy ví dụ như thế, thì tùy khi mà các bạn chọn một cái mảnh nhỏ, một cái lĩnh vực nhỏ trong này, thì các bạn đọc review về nó thì các bạn sẽ có cái ý tưởng, và trong cái quá trình hoàn thành môn học đó, thì cô cũng sẽ đi theo cùng các bạn để gợi ý cho các bạn những cái ý tưởng mà các bạn có thể làm trong cái bài tập lớn, nó có thể khả thi hay không. Ví dụ như là chúng ta đến cái tuần khoảng thứ tư, thứ năm chẳng hạn, khi mà các bạn đã chọn được chủ đề và review được tương đối rồi, thì các nhóm bắt đầu có thể đưa ra cái ý tưởng là sẽ làm cái ứng dụng như thế nào. Tất nhiên cái ứng dụng này nó không cần phải to tát, nó cũng không đến mức là phải chạy trơn tru để cho người ta sử dụng được, bởi vì ra là một cái ứng dụng thương mại như thế thì nó rất là mất nhiều công sức, nhưng ít nhất là các bạn sẽ demo được về cái tương tác như thế nào, về cái giao diện ra làm sao, nó có thể hỗ trợ như thế nào, vân vân. Tức là chúng ta áp dụng được kiến thức lý thuyết vào là được. Hoặc là ví dụ như là thậm chí chúng ta có thể chưa đến cái mức là ra là cái sản phẩm thực tế mà nó chạy được, nhưng mà chúng ta có cái thiết kế về tương tác, có cái thiết kế về giao diện, và chúng ta có thể demo cho cái đó, ví dụ các luồng screen, các luồng màn hình nó chạy như thế nào, vân vân. Tuy ví dụ như làm prototype trên Figma thì cũng được, nó cũng là một cái mức nào đó, nó cũng là một cái mức nào đó, thì tùy thuộc vào mức các bạn hoàn thành cái độ khó của cái việc là các bạn nghĩ ra cái cách thức tương tác, các bạn xây dựng giao diện như thế nào được đánh giá thôi. Hoàn toàn có thể được nhá. Prototype trên Figma thì nó đơn thuần là giao diện và các thứ thôi. Tuy nhiên là nếu các bạn làm được một cái mà hoàn chỉnh mà demo nhỏ nhỏ được thì nó tốt hơn. Còn ở cái mức kia thì cũng có thể tạm ok rồi, tại vì ít nhất thì nó cũng áp dụng được kiến thức lý thuyết. Là các bạn phân tích được cái yếu tố con người, phân tích được yếu tố thiết bị, phân tích được cái cách thức tương tác, cái thiết kế giao diện, các bạn có những cái đánh giá vân vân. Cũng được. Hay ở đây chúng ta nhìn thấy trong cái communication này này, nó có cái brain computer interface, cái BCI này. Hiện nay Lab HMI đang có một cái dự án do VinaS tài trợ làm về cái ứng dụng này. Cái brain computer interface này là cái ứng dụng để hỗ trợ cái tương tác giữa con người và máy tính mà sử dụng tín hiệu điện não. Tín hiệu điện não. Thì hiện nay là Lab HMI đang có một cái dự án này, thì nếu như bạn nào mà có hứng thú thì cũng có thể tham gia được để làm khóa luận tốt nghiệp hay là nghiên cứu khoa học vân vân. Tất nhiên là nó chuyên sâu vào máy tính, nó tương đối khó. Hoặc là environment này có cái smart home này, smart home này bây giờ ví dụ như là có những cái hệ thống mà sử dụng các thiết bị IoT đó. Ví dụ như là trong cái dự án hiện tại của Lab HMI thì cũng có một cái phần này là sẽ sử dụng một số cái xây dựng một cái hệ thống mà điều khiển thiết bị IoT cho những cái người mà bị khuyết tật, ví dụ những cái người mà người ta không may bị đột quỵ đó, người ta bị liệt cả chân tay, người ta chỉ có khả năng điều khiển bằng mắt thôi. Thế thì người ta vẫn muốn là ở trong nhà người ta điều khiển được quạt, người ta điều khiển được điều hòa, người ta điều khiển được tivi vân vân. Thế thì mình sẽ xây dựng một cái ứng dụng, và hiện tại Lab đang xây dựng một cái ứng dụng là gì, người ta sẽ sử dụng mắt và sử dụng một cái thiết bị để đọc chuyển động mắt, và sau đó trên cái màn hình đó sẽ có những cái nút để người ta điều khiển được và phát tín hiệu điều khiển đến các thiết bị trong nhà thông minh, ví dụ như là điều hòa, quạt, tivi, vân vân. Đấy. Thì đấy cũng là một cái ví dụ. Thế thì lấy ví dụ như vừa xong là ví dụ một cái người mà bị liệt hoàn toàn như thế,
thì họ họ chỉ sử dụng mắt thôi, thì chúng ta phải thiết kế giao diện như thế nào, rõ ràng là người ta không thể dùng tay để người ta bấm chuột đúng không, mà mắt ở đây thì còn có nhiều mức độ, là có những cái người mắt còn rất là tốt, rất là linh hoạt, nhưng mà nhiều người đột quỵ chẳng hạn mắt người ta kém hơn, thì kéo ra là cái thiết kế giao diện, thiết kế tương tác ấy, cái nút nó phải to hơn, rồi là vị trí sắp xếp các nút như thế nào vân vân, thì chúng ta sẽ phải đọc rất là nhiều tài liệu khác nhau. Nếu giao diện tương tác hoàn thiện, demo ổn mà sản phẩm không chạy thực tế được thì điểm có bị, nói chung sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì cái tiêu chí của cô là các bạn áp dụng được kiến thức của môn học nhá, nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, tất nhiên nó có, nhưng nó sẽ không bị, còn nếu như các bạn ra được một cái sản phẩm chạy ok được thì nó sẽ là điểm thưởng, còn nếu không được thì nó cũng không phải là điểm trừ, bởi vì cái tiêu chí là các bạn hoàn thành được môn học, các bạn áp dụng được những kiến thức của môn học, được chưa nào? Và cái phần mà các bạn chọn chủ đề, sau đó các bạn tìm tài liệu, các bạn review, các bạn viết thành một cái bản report, một cái bản báo cáo tiếng Việt mà có cái nội dung nó tương đối đầy đủ cái xu hướng hiện nay, những cái thứ mà các bạn tìm hiểu được, thì cái đấy cũng là cái phần rất là quan trọng. Ngoài cái điểm đánh giá giữa kỳ thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái việc vấn điểm cho bài tập lớn cuối kỳ của các bạn. Cái đấy là cái phần cũng cũng tương đối quan trọng, gọi là 40-60, thế nhưng mà các bạn phải hiểu nó hoàn toàn tương đương nhau, bởi vì là cái kiến thức nền tảng khi mà các bạn review thì chính là nó xuất phát cho những cái ý tưởng mà các bạn có thể thực hiện vì sao. Nhấn mạnh lại là nếu sản phẩm chạy thực tế được thì đấy là điểm thưởng, còn nếu không chỉ là demo, chỉ là tương tác nó ở cái mức nào đó thì nó cũng không là điểm trừ nhé, để các bạn có thể yên tâm được. Tất nhiên để thiết kế được một cái ứng dụng hoàn chỉnh trong tất cả những cái lĩnh vực này thì nó không phải là đơn giản. Xem danh sách sinh viên của lớp lớp này là của năm thứ mấy là nhiều hơn à? Của năm 2018 CQ thì là năm thứ tư à? Vâng, 2018 là năm thứ tư ạ. 2018 là năm thứ tư, còn bạn nào mà 2019 thì là năm thứ ba đúng không? Vâng. Vậy là trong đây có một số chủ yếu là của năm thứ tư, chủ yếu là của năm thứ tư, nhưng tuy nhiên vẫn có một số bạn là sinh viên của năm thứ ba. Năm thứ ba có 2, 3, tương đối khoảng gần chục bạn. Khoảng 5, 7 bạn gì đấy của năm thứ ba. 7 bạn gì đấy của năm thứ ba. Còn lại chủ yếu của chúng ta là sinh viên năm thứ tư. Sinh viên năm thứ tư như vậy là các bạn còn kỳ này và kỳ sau nữa đúng không? Có nhiều bạn làm khóa luận tốt nghiệp trong kỳ này không? Là kỳ sau ạ. Có một cái lời khuyên cho các bạn sinh viên năm thứ tư, đấy là kể cả là các bạn xác định làm khóa luận tốt nghiệp trong kỳ sau thì các bạn vẫn nên bắt đầu từ kỳ này bằng cách là tìm giảng viên hướng dẫn, tìm lab để các bạn có thể bắt đầu từ kỳ này. Còn nếu như mà để xác định là làm trong kỳ sau mà đến kỳ sau mới bắt đầu ấy thì thường nó sẽ bị muộn. Và bị muộn, và cái chất lượng của cái khóa luận cũng như là các bạn sẽ bị áp lực về thời gian rất là lớn. Áp lực về thời gian rất là lớn, cho nên là có một cái lời khuyên cho các bạn là kể cả là các bạn xác định là sang kỳ sau các bạn mới làm khóa luận tốt nghiệp thì vẫn nên bắt đầu với thầy cô từ kỳ này.
từ bắt đầu từ kỳ này và từ từ đầu năm luôn, chứ đừng để đến cái đầu kỳ sau thì chúng ta mới đi tìm thầy. Thứ nhất là lúc đấy các thầy đều rất có rất nhiều sinh viên tìm đến, và mỗi thầy ở trong trường thì có một cái quota là chỉ được giới hạn hướng dẫn tối đa là bao nhiêu sinh viên thôi. Nếu như mà một cái thời điểm đấy mà có quá nhiều sinh viên đến, các thầy đã đủ sinh viên rồi thì các bạn sẽ không có khả năng được nhận nữa, đúng nào? Hoặc là các bạn sẽ phải cạnh tranh rất là nhiều với các bạn khác. Còn nếu như bây giờ chúng ta xin làm khóa luận cho kỳ sau thì kỳ sau các bạn, các thầy là chưa bị giới hạn về mặt số lượng, tại vì hầu như là có rất nhiều trường hợp sinh viên để đến đầu kỳ sau mới xin. Và một cái nữa là nếu như các bạn bắt đầu từ bây giờ thì các bạn sẽ có cái thời gian để tiếp xúc với các cái bài toán nó dài hơn. Các bạn có thời gian tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và nó thấu đáo hơn, và cái áp lực về mặt thời gian ấy nó cũng không bị kinh khủng như là khi mà các bạn đợi đến đầu kỳ sau thì các bạn khi khoa có cái thông báo về đăng ký khóa luận thì các bạn mới nháo nhào lên đi tìm thầy, thì lúc đấy rất là vội. Rồi là cái thời gian nó ngắn thì rõ ràng là cái áp lực là một chuyện, những cái chất lượng của khóa luận của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là đối với sinh viên khoa học máy tính thì thường là cái yêu cầu của khóa luận ở các hội đồng khi mà ngồi nói một cách thẳng thắn và thực tế ra là các thầy cũng yêu cầu là tương đối cao đối với bài tập của các bạn. Đối với phần khóa luận của các bạn, ví dụ theo hướng nghiên cứu thì nó phải ở một cái mức nào đó các bạn phải hiểu sâu sát, thấu đáo. Còn nếu như theo hướng ứng dụng chẳng hạn thì để mà đạt điểm cao ấy, thì cái hướng ứng dụng đó các bạn phải xây dựng một cái ứng dụng mà nó có tính ứng dụng thực tiễn. Ví dụ đặc biệt là khi mà các bạn mà xây dựng ứng dụng mà cái ứng dụng đó nó được một cái đơn vị thực tế đã sử dụng và người ta có cái đánh giá phản hồi ấy, thì đảm bảo là điểm khóa luận tốt nghiệp của các bạn rất là cao. Ví dụ như là hiện tại như cái dự án mà về xây dựng ứng dụng cho cái di sản văn hóa như cô vừa trao đổi lúc trước của Lab HMI thì đang hợp tác với một số bảo tàng, là người ta sẽ có nhu cầu người ta sử dụng cái đó, thì khi mà mình làm xong thì mình có thể, thực ra thì nhu cầu của thực tế của các bảo tàng bên ngoài rất là nhiều, nhưng mà để đến sử dụng thực tế cuối thì cũng còn lâu mình có thể đáp ứng được về về mặt là sử dụng một cách chính thức. Nhưng ít nhất khi mình làm ra thì mình có thể có những cái đơn vị để có thể cho người ta sử dụng thử, để người ta có thể có những cái đánh giá phản hồi. Và nếu như sinh viên mà theo cái hướng là phát triển ứng dụng mà có những cái đơn vị mà người ta đã đánh giá phản hồi, người ta cho kết quả đánh giá, thì thường khi mà ở trong hội đồng khóa luận ấy, thì nó sẽ được đánh giá cao hơn so với cái sinh viên mà chỉ xây dựng cái ứng dụng mà thực tế nhưng mà lại chưa được triển khai thử nghiệm trong thực tế và chưa có cái đánh giá cụ thể. Đấy. Thì đấy là một số cái chia sẻ để các bạn có thể có cái kinh nghiệm, tại vì chúng ta là năm thứ tư rồi. Các bạn sẽ phải làm khóa luận tốt nghiệp, ví dụ một số bạn của kỳ này, một số bạn của kỳ sau, thì chúng ta nên bắt đầu sớm. Đầu sớm thế nào? Rồi, đấy là một số cái trao đổi. Bây giờ thì có hỏi gì nữa không? Không hỏi gì nữa thì Nhung nhá, em chịu trách nhiệm trong cái chuyện là lên các danh sách nhóm và gửi lại cái danh sách, em tạo một cái file trên Google đi. Sau đó em gửi cái danh sách đấy cho cô sẽ update cái link đấy trên Google để các nhóm cũng nắm được, và hàng tuần thì khi mà đến cái deadline của mỗi cái phần thì cũng cập nhật, các nhóm cũng cập nhật trên đó, ví dụ như là lựa chọn cái chủ đề gì để mà seminar, rồi các bạn review tìm hiểu tài liệu đến đâu vân vân, rồi các bạn chọn chủ đề gì để các bạn xây dựng ứng dụng demo vân vân, thì các bạn đều cập nhật thông tin ở trên đó để cô cũng theo dõi được, mà các nhóm các bạn cũng chủ động nhé. Em có tạo một cái sheet để mọi người đăng ký rồi đấy ạ. Ở đấy thì em cứ chủ động em làm việc với các bạn trong cái Google, trong cái group của lớp. Sau đó khi nào mà chốt được thì em gửi cái link cho cô nhé. Vâng. Mà nhắc các bạn là đúng lịch thì thứ tư tuần sau Nhung gửi link cho cô đi nhé. Để Vâng. xem danh sách các nào để cô có thể assign là nhóm này sẽ làm trong cái phân vùng này, để các bạn bắt đầu các bạn tìm hiểu, tìm tài liệu rồi phân công nhau dịch, rồi là trao đổi với nhau để ra được cái khung báo cáo mà tương đối tổng thể và dịch viết báo cáo, sau đó làm slide trình bày nhé. Vâng. Có bạn nào hỏi hay trao đổi gì được không nhỉ? Nếu mà không có hỏi và trao đổi gì thì chúng ta kết thúc buổi học đầu tiên đây nhé. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu buổi lý thuyết đầu tiên cũng như là phân công cái chủ đề cho cái bài tập của các bạn. Rồi, chào cả lớp nhá. Chào cô ạ. Rồi, chào các bạn. Ủa? Rồi, chào cả lớp.